Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Club Sport ngày 22 tháng 1. Cũng là bản tin đầu tiên của năm mới Kỷ Mão. Thay mặt cho đội ngũ sản xuất bản tin, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới đến tất cả quý vị khán giả đã cùng đồng hành cùng Club Sport trong năm Nhâm Dần. Sang năm mới, Club Sport sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm của mình để gửi đến quý vị khán giả những video hấp dẫn, nóng hổi nhất của thể thao Việt Nam được cập nhật hàng ngày. Trong bản tin ngày hôm nay, Club Sport sẽ giới thiệu những mục tiêu, thách thức đang chờ đợi thể thao Việt Nam trong năm Kỷ Mão. Vòng chung kết World Cup nữ 2023. Năm 2023 sẽ chứng kiến một cột mốc vô cùng quan trọng đối với bóng đá Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự sân chơi World Cup ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trên đất New Zealand và Australia, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ chạm trán những đội tuyển đẳng cấp hàng đầu thế giới. Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam nằm chung bảng với Mỹ và Hà Lan. Trong đó, Mỹ từng có 4 lần vô địch World Cup và cũng là đương kim vô địch của giải. Ngoài ra, họ cũng có 4 lần giành huy chương vàng Olympic. Đội tuyển Hà Lan lại chính là đội đã để thua đội tuyển Mỹ trong trận chung kết World Cup 4 năm trước. Đối thủ còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là đội thắng trong trận playoff bảng A. Rất có thể đó sẽ là Bồ Đào Nha, đội tuyển đang xếp hạng 22 thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ đang xếp hạng 34 thế giới. Nhưng các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đang rất khao khát khẳng định mình trong lần đầu tiên giành vé tham dự sân chơi thế giới. Nói về cục diện của bảng đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: đã vào đến World Cup thì đội nào cũng giống nhau, không có đội nào yếu cả. Nếu có thì đội tuyển Việt Nam chính là đội yếu. Đội tuyển chúng ta có lần đầu tiên tham dự giải và phải biết mình biết người. Rõ ràng không thể so sánh với những đội tuyển liên tiếp dự World Cup hay các đội vô địch giải châu Âu hay thế giới. Do đó chúng tôi xác định vào bảng đấu nào cũng được. Ngoài ra, việc dự World Cup cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ phấn đấu và học hỏi. Vòng chung kết World Cup nữ 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm nay. Asian Cup 2023. Nếu như đội tuyển nữ Việt Nam tham dự sân chơi thế giới, thì trong năm Kỷ Mão, đội tuyển Nam sẽ tham dự một giải đấu rất quan trọng. Đó là Asian Cup 2023 tổ chức tại Qatar, quốc gia vừa mới tổ chức rất thành công World Cup 2022. Hiện tại, lễ bốc thăm của giải đấu số 1 châu Á này vẫn chưa được tổ chức. 4 năm trước, đội tuyển Việt Nam từng lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á ở Asian Cup 2019. Sau đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo lại lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á, thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Nhờ những thành tích đó, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, có cơ hội rơi vào một bảng đấu dễ thở. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia tay các đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. Việc đội tuyển Việt Nam có thể tái lập thành tích của 4 năm trước hay thậm chí là tiến sâu hơn ở Asian Cup 2023 hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái tên mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chọn mặt gửi vàng kế nhiệm nhà cầm quân người Hàn Quốc. SEA Games 32. Chỉ một năm sau kỳ SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại nước láng giềng Campuchia. Và đương nhiên, mục tiêu của thể thao Việt Nam ở ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á vẫn sẽ là nằm trong nhóm 3 đoàn thể thao dẫn đầu bảng tổng sắp. Ngay từ tháng 10 năm 2022, chủ nhà Campuchia đã công bố 38 môn thi đấu chính thức ở SEA Games 32. Sẽ có 608 bộ huy chương được trao. Đây là số huy chương kỷ lục trong lịch sử SEA Games, vượt qua con số 530 bộ huy chương ở SEA Games 30 tổ chức tại Philippines. Đáng chú ý là chủ nhà Campuchia đã loại bỏ một số môn thể thao thế mạnh của Việt Nam tại SEA Games như bắn súng, bắn cung, rowing và canoeing. SEA Games 32 sẽ được tổ chức từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023. Ở SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 205 huy chương vàng, dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương một cách tuyệt đối. Nhưng thành tích này rất khó có thể được lặp lại với những đoàn thể thao không đến từ quốc gia chủ nhà của giải. ASEAN 2023. Sau một năm hoãn lại vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Trung Quốc, ASEAN hay còn gọi là Asian Games Á vận hội 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm nay tại Hàng Châu. Trong kỳ đại hội này, eSports sẽ trở thành môn thể thao chính thức tranh chấp huy chương sau khi được đưa vào thử nghiệm năm 2018. Các vận động viên tham dự ASEAN lần thứ 19 sẽ tranh tài ở 37 môn thi đấu. Tại kỳ ASEAN được tổ chức gần nhất năm 2018, đoàn thể thao Việt Nam giành được 5 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 19 huy chương đồng ở các môn đua thuyền, điền kinh và pencasilat. Olympic Việt Nam đã xuất sắc lọt vào top 4 đội mạnh nhất. Đây là lần đầu tiên bóng đá nam Việt Nam vào đến được bán kết của một kỳ ASEAN. Tại ASEAN 2014, thể thao Việt Nam chỉ giành được 1 huy chương vàng. Có thể thấy các vận động viên thể thao Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong gần một thập kỷ qua và người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng kỷ lục 5 huy chương vàng ASEAN của 4 năm trước có thể được phá vỡ ngay tại ASEAN 2023. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 22 tháng 1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.